Ok nha, xin chào tất cả quý vị có khán giả kênh Cuộc Sống Bằng Hóm Thực nha các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trong cái siêu thị lớn nhất Sài Gòn các bạn. Bây giờ là cái thời điểm cuối năm rồi mọi người, và cũng là cái thời điểm mà mua sắm sức mua của người dân là mạnh nhất luôn các bạn. Mà các hàng chủ yếu là quần áo, thời trang đó quý vị, với lại là bánh kẹo mứt, rồi nước ngọt, sữa các kiểu. Bây giờ mình sẽ quay và chia sẻ với các bạn là hàng hóa bánh kẹo trong siêu thị Aeon, siêu thị của Nhật này ở Sài Gòn này, nó có đa dạng không, giá cả như thế nào nha mọi người. Đó, ở đây có cái dịch vụ gói quà Tết, bao lì xì. Đây cái bao lì xì của Nhật. Gói quà. Ôi như cái gói quà này 1 triệu, 1,4 triệu cái gì? Khô heo xé rồi. Cái này người ta gói sẵn cho các bạn. Kiểu như cuối năm thì công ty rồi, hay là người ta muốn tặng quà rồi, thì người ta chọn những cái từng cái chi tiết vào rồi gói giùm cho các bạn. Kẹo. Đây là hình gì đây? Rượu. Đó, khu vực gói quà. Bây giờ miễn phí luôn. Này là 2,3 triệu. Mơ cô dễ sô cô la. Cái này là hình như là cà phê. Nước ngọt các bạn. Fanta là 165.000 một thùng, còn kia là gì? Sprite 192. Coca lon 24 lon là 199k. Đó, ở đâu siêu thị nha mọi người? Ở ngoài đại lý thì mình không biết. Để qua đây coi quay Yến xào Long Mã. $303.000 một hộp. Cái này là bánh. Danisa đây quý vị. Danisa là 279.000. Rồi có nhiều loại Danisa 100. Nói chung là chắc cái giờ là khối lượng á. À đó, tham khảo để mua cho công ty mà. Là 279 là cái thùng nào ta? 279 là cái này. Cái này hả? 279 là cái đó. Ủa đây nhiều loại hả chị? À dạ, cái này là hàng nhập của Bồ Đào Nha, khác với Danisa nhưng mà bánh nó cũng tương tự như vậy. Cái này như ta? Cái này là bánh quy bơ 172.000. Em đi khảo sát cho công ty á chị. Quá trời bánh luôn. Còn bên đây Danisa là người ta hay mua lắm mọi người, và cái thùng nhỏ này tùy kích thước. À,
Thường thường Tết là người ta hay mua bánh kẹo với khô rồi các loại các bạn, bánh kẹo khô. Như ở đây là có cái loại của Orion nè. Tùy cái kích thước 109, 149 với 185. Orion nha các bạn. Bánh quy. Wow, quá trời bánh luôn. Đây Kit Kat. Sô cô la. Thường mỗi cái dịp 14 tháng 2 là bán nhiều lắm, nhưng mà Tết bây giờ sô cô la quá trời quá đắt luôn rồi mọi người. Ở đây không có đỡ giá ra. Ở đây có cái bánh đẹp này quý vị. Raffaello kẹo Kit Kat. Còn bánh đây là bánh gì? Orion luôn, cái hộp nó đẹp lắm các bạn. An. À, hộp an. Tết. Majestic. Bánh yến mạch. À, nói chung là cái tầm giá cũng khoảng 150, 200 một hộp nha quý vị. Đây, sô-cô-la này. Đó. Hộp rất là dễ thương luôn, hộp bằng thân thiết. Sô-cô-la. Như đây cũng là một hộp sô-cô-la này mọi người. Wow. Mấy cái nhà hàng này hình như là của nước ngoài, họ nhập về. Kẹo có, sô cô la có. Thì bên đây là cái chỗ người ta gói quà sẵn này quý vị. Nói chung là Milo. Để cái này bao nhiêu tiền nó không biết nữa. Cái này 800 mấy này. 900. Bên đây thì chỉ tầm một gói quà tầm khoảng dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu thì gồm có mấy sô cô la AB DB. Cái này là hình như là rượu ấy các bạn. Bánh Dairy Milk. Hình như là chỉ khoảng 800 à. Người ta gói sẵn ấy các bạn. Nãy chưa thấy bia nha các bạn, đỡ qua hỏi coi bia như thế nào. Bia ở trong Sài Gòn này, ở trong siêu thị như thế nào, không thấy bia. Bên đây hình như giá nó cao hơn nè. Ủa cái hộp này có 500 mấy nè. 550. Hình như cái hộp phía trên kia nó nhiều hơn 1 triệu mấy á quý vị. Rồi. Đó. Đây 3 triệu nè. Coi thứ 3 triệu gồm có cái gì này ta? À nó có danh sách đây hả? À. Sô cô la. Ly kẹo. À, 4 5 6 10. Có mấy cái trang trí nữa nè.
3 triệu. Nestle. Ồ, cái này cái hộp gỗ nha. Cái nào có chữ ta lấy. Hộp gỗ dễ thương ha. Cái này là cái gì chị? Dạ, cái này là một ong. Ong hả? Dạ, cái này là mơ. Còn cái này là hạnh nhân. À, cái là nhưng mà cái này là người ta cô kẹo hả sao? Nước hả? À, à, à rồi, rồi rồi rồi. Còn cái đây mỏ mưa nè ha. Dạ. Làm dễ thương ha. Bảy trăm là 800 á. Tùy nhu cầu của mình ha, ví dụ mình mua nhiều là mình yêu cầu hả ta? Dạ. Chim luôn à. Mua có quà tặng công ty ăn. Đúng rồi. Nghiên cứu á. Tặng nhân viên hay là cho công ty ăn? Cho nhân viên á. Dạ dạ. Rồi đâu kìa. Mấy cái này là mỗi cái mẫu khác nhau hết á. Rồi hai cái đây giống nhau nè. Hai cái đây giống nhau. Không thấy giá đâu. À, hai cái này giống nhau hả? Không, phía trên này có giá này. Cái này là 1,6 triệu à. Dạ cái này là 1,999. À, 2 triệu đó. Dạ. À, khác gì ta? Cái này là mình đặt là giao tận những nơi hả? Ờ, nhiều sự lựa chọn quá, không biết chọn gì nè. Cái này ngang qua coi thôi. Wow, quá trời đồ luôn á quý vị. Kéo. À, mọi người Tết là người ta phải ăn cái khô này nha mọi người. Dưa hạt. Quá hết rồi đó coi. Ờ, để đi qua cái khu vực bán đồ khô thôi. Quay vô quý vị xem. Đây là bánh tét nè. Hỏi có nhiều người ở quê thì người ta đã nấu.
Còn ở đây có bánh tét bán sẵn này. Bánh chưng là 51k một cái như thế này. Số tôm ra một ký là 83.000. Cái này bánh cốm các bạn. Nói chung ở Việt Nam mà mọi người muốn mua Tết là vô siêu thị là ok nhất. Này cuối tuần này đông lắm quý vị. Chính phủ vẫn khuyến cáo là đeo khẩu trang rồi nghe. Bánh lọc. Bánh lọc. Bánh thần tài. Dễ thương ha. 29.000 một cái vậy. À, cái này là phần cá dứa nha các bạn. Cá dứa một nắng. Cái này một nắng. $365. Cái này cá dứa nha các bạn. 365.000. Cái này phần cá đông lạnh nè mọi người. Cá này gọi là cá ba sa. Nguyên con 70k. Bất ngờ cho bà già. Ê, ở đây này người ta bán cái loại cua mà để nó bún riêu rồi các bạn. Có bịch luôn nè. Sao đẹp. Ủa sao mình không thấy là mực khô ta. Wow, ở đây hào mà hào người ta bán trong đây luôn. Vô hộp luôn này. 65k. Rồi có tôm tích mà. Tôm lạnh không. Tôm tích bề bề. Bịch như này là 229.000. Mực trứng nè bạn. Nói chung là ok á. Hôm nay rất nhiều nhiều hàng để các bạn lựa chọn này. Mình thấy mực về nướng ăn không có gì. Đây cá dứa này, cá hồi nãy bên kia. Mực lá, đây mực một ngắn luôn. 330 quý vị. Đây có mực một ngắn này mọi người. Ống 650. À đây mực đây. Này mực khô. Cái nồi nát mất lắm, không để đâu. Ồ, tôm mà tôm khô ấy 320 một miếng nha các bạn. Ta làm đóng hộp đẹp lắm. Ồ, khô mực người ta câu về nè, cái gì. Cái này về Tết về nướng lên là nhậu ra cũng ok lắm quý vị, người ta cũng hay mua lắm, mua quà tặng cái này cũng được nè. 29. Mực khô cái này là 1 ký là 1.3 triệu luôn á quý vị. Còn cái này mực khô
209 mà 209 này có 200 gram này. Có nhiều cấp khớp lắm. Nhưng cái này là nửa ký là 950, là 1 triệu, là 1 triệu 9 1 ký. Ồ, cái gì cũng có luôn á quý vị. À, cái này là con sò. Phần tôm khô, mực khô là mắc lắm các bạn. Đỏ đét hả? Đỏ đét hả? Nó phơi nắng nha. Phơi nắng không? Phơi nắng. Phơi nắng không? Mấy giờ, mấy giờ tới giờ hả? Bây giờ ra được rồi, sao thời buổi chưa tới thôi. Quá trời luôn các bạn. Ở đây các bạn có loại mắc ca này. Cái hạt mắc ca này là cái hạt nó mới đem về trồng Việt Nam cách đây khoảng mười mấy hai chục năm rồi bạn. Nhưng mà giờ có sản phẩm luôn rồi nè. Như xé ở đây là 100 hộp này, 165, 169 nè mọi người. Hạt mắc ca là ok, dinh dưỡng lắm. Còn ở đây là nho. Nho sấy. À, nho vàng. Đây có hai loại nho, nho vàng với lại nho tím. Khô, tùy loại khô. Cái mắc ca đó. Quý bên này là nho. Nho người ta sấy khô rồi nè. Tùy hộp các bạn, sáu mấy ngàn còn có, trăm mấy chục ngàn còn có. Wow, ở đây có cái loại gì nè, xoài sấy, thơm sấy. Wow, xoài cũng sấy mà thơm cũng sấy mà, mấy chục ca. Mơ sấy, tức là người ta từ cái hộp á, từ những cái phần nhỏ nhỏ này người ta sẽ gói thành từng hộp cho quý vị. Cái đây là ông người ta làm cái xoài đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Người ta sấy rồi quý vị. Dâu. Cái đây là gà. Gà sấy tỏi ớt. 149k. Cô đồ quá trời luôn. Ở Việt Nam quá trời luôn các bạn. Cái này là bò. Cô bò xé 185k. Cái này 89.000, cái hai kích cỡ các bạn. Loại lớn loại nhỏ. To hơn nè. Cái này cũng có nữa nè. Khô, khu vực này là khô. À, mứt dừa, mứt hạt sen rồi. Người ta làm sẵn hết trong hộp rồi. Công ty rồi. Ây da, mứt gừng người ta bây giờ người ta làm gừng nướng nữa. Có gừng nướng nữa các bạn. Trà gừng, gừng nướng ngợ mật ong 69k. Một hộp như thế này giống như đi túi trà quý vị. Này là táo, táo tàu, táo đỏ 49k. Kỷ tử khô. Và đây là họ mâm ngũ, ngũ họ ngũ hạt nè. Hết rồi không? Giờ dịp giờ là bây giờ là người ta đã bắt đầu đi mua rồi mọi người. Bây giờ là nay là 20 qua Noel là 25 rồi. Là mùng 1 là 22
tay là mùng 1 rồi cho nên là người ta tranh thủ không tới liền bây giờ. À, đây là hộp trà. Trà Tân Cương, trà Mốc Câu. Như cái hạt này là bao nhiêu nhỉ? Không thấy rõ giá. Nó có nhiều loại hạt quý vị. Có cái loại mà nó tẩm với cái giống như là muối ớt xanh này. Cái này ăn thấm, lai rai đồ cũng được đó quý vị. Hôm nay không có đi qua bánh quá trái đồ rồi các bạn xem. Premio. Danisa. Hoặc là cái kiểu này của nước ngoài. Không thấy bia. Thường thường các năm là cái vụ bia bọt rồi nó thôi. Anh đi Coca này. Coca mà Coca nha. Có Nhật hay sao? Chữ Nhật không? Đây là siêu thị không có bán bia nha. Khu này là khu trái cây này các bạn. Đủ thứ loại trái cây này. Ngoại có, nhập có, nội có. Tất cả trái cây ở đây là đặc chuẩn. Hết nhập vô đây quý vị. Đây thanh long nè. Thanh long quá ngon luôn. 29k. Thanh long là thanh long ruột trắng. À đây bia, đây bia đây. Mày hỏi bia không có, giờ có bia đây quý vị. Tiger là 397, còn Heineken là 465. Là một két nữa mà, bia. Wow, chỗ này có mít cho nên mùi thơm quá. Ổi Đài Loan. Đây. Như lưới. Bên kia là quầy rau củ quả nha quý vị. Chuối quá ta luôn á. Hello, sầu riêng. Chỗ này hôm trước mình đi ngang qua rồi, không có sầu riêng. Phía bên dưới bên kia nữa cũng có một cái quầy hải sản nha các bạn. Cái này là bưởi diễn, bưởi này là bưởi ở ngoài Bắc. Bưởi năm roi là bưởi năm roi hay là bưởi da xanh là ở miền Nam, bưởi diễn là ở ngoài Bắc nha các bạn. Đó, người ta bắt đầu gối quá trời luôn. Vô Hàn Quốc. Trăm bảy. Một trăm bảy chục ngàn một hộp nha bạn.
heo ngon chưa? Ôi quá trời quá đất, thiếu cái gì luôn á. Nho đã lên tháp luôn. Tết xanh. Nói chung là siêu thị heo là không có thiếu một thứ gì các bạn. Tết này bạn có vô đây mua. Họ bán, nói chung là bán, phải nói là bán đầy đủ luôn, không có thiếu một thứ gì hết. Mà thấy chất lượng, hàng ngoại có mà đều là chất lượng ok các bạn. Rất là phong phú và đa dạng, khỏi đi đâu xa. Ai muốn làm mứt gừng thì mua gừng đây, có gừng đây, có nghệ đây. Tươi tươi gói luôn. Thiếu một cái thứ gì hết. Bia thì hơi mắc, bia là tới 400, 300, Tiger là 397.000 thùng. Còn Heineken là gần 500.000 thùng các bạn. Có một mắc ở thời điểm hiện tại. Như là giá rất là cao. Rồi, hôm nay đảo các bạn đi xem khảo hàng bánh trái rồi rau củ quả dịp Tết nha các bạn. Có gì được đâu, nội ơi. Đây là cái lá mẫu.